cái đường đèn led để quay bình xăng bên trong nó không sáng nha. Em chào mấy anh nha. Bữa nay là ngày 8 tháng 11 nha, em có lên một số video mới ha. Ủa, lên một số máy mới ha, anh là mua thì ủng hộ em ha. Số điện thoại em là 0343000397. Con này là Yanma GA160 nha. Con đẹp can xe ben luôn á. Đời này đời gắt xới ha. Áo gió nè, không một vết trầy luôn, 1340. Con này 160 là nó là 5 ngựa 8 nha anh. Bô bao đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn. Ốc nè, quá đẹp. Nãy giờ em quay, nãy quay đi quay lại chắc cũng bao không đồng. Khi em giờ dở cái công nghệ đó, cái bấm tới bấm lui nó tùm lum mà. Trời, ốc nè anh, ốc bao vàng luôn ha. Ốc cò là cũng vàng, bình xăng nó cũng còn đẹp nha. Ốc chỉnh gió nè, đẹp luôn, con đẹp quá. Con này nó uổng cái sao đòi gác xới mà nó lại là, nó là lại là cái bôi khô mà nó được cái bôi nhớt rất là ngon. Bình xăng trong nha, trắng tinh luôn. 2,5 triệu 1340. Tiếp theo clip trước nha anh. Con này mở ra luôn đi. Con này Kawasaki FE161 là 5 ngựa 2 nha anh. 5 ngựa 2, 5 ngựa 4 gì vậy. Bị một dướng một cái là nó là cái bôi sắt nha, chứ không phải bôi inox ha. Đây FE161 nha. Con này em báo giá công khai 2,2 triệu. Lốc được nha. Hỏng trắng sáng ha. Con này nhìn nó mướt hơn ha anh. Chết cha rồi, con này thiếu ốc ha anh. Thiếu con chuồn chuồn đây rồi. Để em gắn vô ha. Kawasaki FE120 là 4 ngựa nha anh. Con này thì nó là bôi nóc nên nhìn nó mát, mướt mắt chút xíu ha. Mấy con này là máy nằm hết nha anh. Dòng OHV nha anh. Dịch nhẹ ít ăn xăng ha. Lốc sáng. Con này
bô đang hôi thù lùi luôn nha. Con này cốt 20 ly. Trời ơi, mấy ông còn này quá, ốc vàng không. Trời ơi, mấy con ốc ở trong bình xăng này rất đẹp. Bô 1344 con này con Giang Ma GA 160 5.8 ha, bình xăng bên trong đẹp keng luôn nha, còn xăng luôn nè. Con này báo giá công khai 32 nha. Thấy cái viền của nó. Viền của nó đẹp. Viền của nó quá trời đẹp luôn, trắng tinh luôn. Nắp. 1345 nha, 1345 con này là con Subaru AGEF 22 là 6 ngựa nha. À anh ơi đúng rồi, bữa nay mới nhớ cái anh một anh tên Hùng. Lúc trước mua em một cái con Rubin AI 15 mà 1.5 triệu, con đẹp keng cốt hẳn ha, cốt răng. Mà cái bô Echo nó bị bể rồi. À anh có bây giờ nó em có gửi cho anh một cái bô e sắt nhưng mà em gửi lộn cho anh Hùng ở bên Bờ Bao Kiên Giang rồi. Em gỡ lộn nay ảnh hoàng đơn về chắc cũng 4-5 ngày rồi mà em kiếm hoài không thấy anh ha. Anh mà có coi cái clip này á, anh làm ơn anh gọi giúp em nha để em gỡ cái bê xuống cho anh nhanh. Ảnh cũng tên Hùng nữa nên em gỡ lộn qua bên ảnh. Con này 6 ngựa nha anh, nhớ nha anh Hùng. Anh Hùng ơi có coi clip này gọi giúp em nha anh Hùng. Rồi em còn nợ bao đầu lặng cảnh của nhiều anh lắm rồi, bây giờ không có cách nào mà soạn kịp. 1345 nha, 1.2 triệu ha. Con này con siêu ra 6 ngựa. Một ba bốn sáu con này là con Mitsu GM 182 nha. Con này lại có đề ha, cốt chiền tua chậm, bình xăng nhựa nha. Chí ơi con băng cái cục lửa Rubin giùm cô Mai luôn chí. Ừ đúng rồi. Con này cốt chiền tua chậm nhanh. Con này có đề ha, cốt 20 ly nhanh. Con này 6 ngựa. Ốc đẹp nhanh. Bô hỗ trợ. Bô này sơn rồi nhanh. Em sơn chống cháy rồi nha. Một ba bốn sáu nhanh, bình xăng nhựa ha, con mắt xăng nó bị dày nhưng mà không có bị lủng nhanh, lủng là em quét keo giúp rồi. Con này em báo giá công khai 4.4 triệu nha. 1346 46 tới 47 47 là con Robin OH 17 nha. Robin OH 17 dòng OHV ha. Không biết cái này em bắt cái này có bị chá nha không ta, sao em cảm thấy cái con mắt em nó chá, nó thấy nó lờ mờ sao giờ nó yếu không biết. Con này OH 17 nhanh là 6 ngựa ha. Dòng máy này máy nằm nha, cò đứng. Con này thì đời này thì giật nhẹ ít ăn xăng ha. Con này nói chung là tương đối hàng trung bình trọng chứ không có đẹp ha. 1347 ha, 2.2 triệu. Sang bên trong nha. 1348. 1348 là con này là con Giang Ma GA 120. Giang Ma GA 120 con này là 4 ngựa. Ừ. Băng đây con, băng nhiều cô Mai đi. Xíu cô Mai làm đơn sao. Vô đi chi mà cực khổ trời. Con này 4 ngựa nhanh, Giang Ma máy nằm ha. Con này bị rớt cái bình xăng mẹ, nó hơi bị trầy ở trên rồi nhanh, do xăng nó nhiễu á, tróc lớp sơn rồi. Con này 1348 ha, Giang Ma GA 120. Con này báo giá công khai 2.9 triệu nhanh, bình xăng bên trong 1.9 triệu. Con này là bị tróc sơn cái này hết nhanh. Đây chóc đây nó dính ba cái gì vậy, em cạo rồi có nửa rồi nó banh này luôn rồi, mất sơn luôn.
1348 1348 1349 nha anh. Con này con Giang Ma 120 luôn. Con này thì đẹp hơn ha. Cái này Boe nó dớt bà cái nắp rồi nên em phải gắn cái Boe Mitsu vô nha anh. Đây con Giang Ma GA 120 4 ngựa, con này thì đẹp hơn con của 1348 xíu ha. Áo gió nó cũng đẹp hơn, bình xăng mẹ đẹp hơn luôn nha anh. Nên con này em báo giá công khai 2,2 triệu ha. Con Kuta nha anh. Con Kuta GH200 là 7 ngựa cốt thẳng 68. Con này nói chung nhìn tổng thể cũng đẹp nha anh, nhưng mà con này nó bị dướng cốt thẳng ha. Rồi Kuta thì nó cốt thẳng thì nó không có giá mà cốt chiền. Ốc nè anh, ốc vàng luôn trời ơi. Con này cũng đẹp dữ thần với ta. Nhưng mà con này bị dướng cái bô rồi nha, ổ dướng cái bình xăng mẹ nha anh. Bình xăng mẹ bị xét rồi. Áo ốc rồi thì còn ngon lành luôn, vàng khè luôn. Đây anh, xét rồi nha, 2,2 triệu. Con này là con Kuta GH200 cốt thẳng 1351 1351. Con là cũng là Robin EH17 ha, 6 ngựa nhanh dòng OHV ha, cò đứng. Bốn là ba người rưỡi.
triệu mốt nha, 1354, 1355. Con này mở không có được nha, cái nắp xăng nó mập cứng quá mà không được, con này bỏ qua bên đây nha. Khi nào anh nào muốn chốt con này thì gấp riêng em ha. Con này con G500 lốc gan, em mở ra coi bên trong nó sao rồi em mới báo nha. 1356, 1356, con này là con G300 luôn anh, nhưng mà con này cốt thẳng nha. Cái bình xăng nó nghiêng nghiêng ta. Con này anh coi nó đẹp nè, đẹp như mới luôn, như em mới sơn. Trời ơi nó đẹp giả man luôn. Con này cốt thẳng nha, lóc nó nè. Trời ơi ốc vàng luôn. Xăng trong trắng tinh luôn nha. 1356 em báo giá công khai con này 1.9 nha. Con này về trụi ha, em mới đổ có bình xăng và cái bô lửa nha. Con này có đề nên em không có gắn chụp giật nha. Anh nào muốn cần thì em gắn cái tum ha. Còn chụp giật em không gắn thì rất là mất tiền nha. Con này Yamaha GA280. Yamaha GA280 là 8918 nha. Trời ơi con ốc nó vàng nè. Trời ơi con nó đẹp. Xuất sắc luôn. GA280 nhanh 4.2 ha. Con nào có đề 1358 nhanh. 1358 con là Yamaha GA220 nhanh. Yamaha GA220 con này là 8 ngựa. Con này xài bôi nhớt ha. Con này đời gác xới ha, chụp giật mặt quỷ thùng thiền. Con này có con này Yamaha GA220 8 ngựa nha. Sáu ngựa nha, đời gác xới ha, xài bê nhớt luôn nha. Mẹ em nói nghe cái bình này á,
cái bình này thật sự là không phải của nó, cái bình này cũng của đời nó luôn, nhưng mà đời lùng, nó bị bể te tua rồi, em phải gác cái đời cao lên nhanh để về mới thấy hàng, thấy ái mất công. Mà nói là cái đời này đời chế cháo nữa. Dạ, nào em chung trên live báo sau bán vậy à. Con này mới su 181 thùng thiền. Ốc nè anh, ốc bô nè, bao đẹp luôn, vàng luôn. Rồi con này cũng đẹp dữ trời. Má vàng không ta, trong người không có ten nào chứ. Cha con này mã vạch còn luôn nha. Ốc thăm nhớt, ốc nhớt đẹp quá. Mã số seri của hộp cò còn luôn nha. Ốc, hai cái ốc bô, ốc vàng 42 nha. 42 con cuối cùng nha. 1361 Kawasaki FE 170. Con này đã mất cái con trùng chuồng rồi, trùng chuồng trên đây anh. Con này Kawasaki FE 170 luôn nha anh. Đúng rồi đó luôn nha. Có đề. Đây, lóc kinh luôn anh. 170 có đề ha. Bô inox luôn. Trắng xoáng luôn. Con này thì báo giá công khai, em báo giá công khai là 32 ha. Được chứ không đẹp nha. Tạm. Nhưng mà con này được cái là Kawasaki FE 170 là 6 ngựa 2 có đề. Anh nào hốt con này về, anh nào hốt con về thì gọi em ha.